Ví dụ 5. Giải phương trình câu A, z bình phương trừ 4 cộng y nhân z cộng 5 y bằng 0. Giải. Ta có delta bằng b bình trừ 4ac bằng trừ 5 trừ 12y. Suy ra căn delta bằng 2 trừ 3y. Vậy phương trình có hai nghiệm, z nó bằng là trừ b cộng căn delta chia 2a bằng 3 trừ y, và z nó bằng trừ b trừ căn delta chia 2a nó bằng 1 cộng 2y. Tương tự câu b, giải phương trình z bình trừ 3 trừ 2y nhân z trừ 7 cộng 1y bằng 0. Ta có delta bằng b bình trừ 4ac bằng 33 trừ 56y. Suy ra căn delta bằng 7 trừ 4y. Vậy phương trình có hai nghiệm, z bằng trừ b cộng căn delta chia 2a bằng 5 trừ 3y, và z bằng trừ b trừ căn delta chia 2a bằng trừ 2 cộng y. Ví dụ 6, tìm tọa độ của số vk, biết vk nó bằng là 3 trừ 2y tất căn phương trừ z, câu A, 2 trừ y nhân z trừ 7 cộng 5y bằng trừ 2 trừ 5y. Giải, ta có z chuyển vế qua thì z nó sẽ bằng trừ 2 trừ 5y trừ cho là trừ 7 cộng 5y chia cho 2 trừ y, thì z nó sẽ bằng là 4 trừ 3y. Suy ra vk nó bằng là 3 trừ 2y tất căn phương trừ z tức là trừ 4 trừ 3y, thì v kép nó bằng là 1 trừ 9y. Vậy v kép có tọa độ hoành độ là 1 và tung độ là trừ 9. Tương tự câu b, ta có 2 trừ 3y tất cả nhân z chia cho 1 cộng 2y trừ 5 trừ 3y tất cả căn phương bằng trừ 8 cộng 11 cộng 31y. Suy ra được z nó bằng là trừ 8 cộng 31y cộng 5 trừ 3y tất căn phương chia cho 2 trừ 3y nhân cho 1 cộng 2y. Suy ra z nó bằng 1 cộng 4y. Vậy v kép nó sẽ bằng 3 trừ 2 tất căn phương trừ z tức là trừ cho 1 cộng 4y, thì v kép nó bằng là 4 trừ 16y. Vậy tọa độ của v kép là m, có hoành độ là 4, tung độ là trừ 16. Ví dụ 7, tìm tọa độ của số vk, biết vk nó bằng là 3 trừ 2y tất cả mũ 3 trừ z. Câu A, mô đun của z trừ 2 cộng 3y nó bằng 2 căn 2, và z trừ 4 cộng 2y là số thường ảo. Giải, ta có gọi z bằng x cộng y, thì ta thấy vào ta sẽ được lại mô đun của x trừ 2 cộng y cộng 3 nhân cho y bằng 2 căn 2. Suy ra được là x trừ 2 tất căn phương cộng y cộng 3 tất căn phương bằng 8. Mặt khác là z trừ 4 cộng 2y bằng x trừ 4 cộng y cộng 2 tất cả nhân y là số thường ảo. Suy ra được x trừ 4 bằng 0 tức x trừ 4. Thấy vào thì ta được là y cộng 3 tất căn phương bằng 4. Suy ra y bằng trừ 1 hoặc y bằng trừ 5. Vậy ta tìm được hai số z, đó là z bằng 4 trừ y, thì v kép nó sẽ bằng trừ 13 trừ 45y, và tọa độ của nó lúc này là hoành độ là trừ 3, tung độ là trừ 45. Hoặc z nó bằng 4 trừ 5y thì v kép sẽ là trừ 13 trừ 41y, và tọa độ của v kép nó là hoành độ là trừ 3, tung độ là trừ 41. Tương tự câu b, ta có mô đun của z cộng 5 trừ 4y bằng căn 58, và z trừ 2 trừ 3y là số thường ảo. Gọi z bằng x trừ x cộng y, thấy vào ta sẽ có mô đun của x cộng 5 cộng y trừ 4 nhân y bằng căn 58. Suy ra được x cộng 5 tất cả bình cộng y trừ 4 tất cả bình bằng 58. Do z trừ 2 trừ 3y thì nó sẽ bằng là x trừ 2 cộng y trừ 3 nhân y là số thường ảo. Suy ra x trừ 2 bằng 0 tức x bằng 2. Khi đó ta suy ra được là y trừ 4 tất cả căn phương bằng 9. Vậy y nó bằng 7 hoặc y bằng 1. Khi đó ta có hai số z, nó là z bằng 2 cộng 7y, thì v kép nó bằng trừ 11 trừ 53, và tọa độ của v kép lúc này nó là trừ, phần đó là trừ 1, tung đó là trừ 53. Hoặc z nó bằng 2 cộng y thì v kép nó bằng trừ 1 trừ 7y, và tọa độ của v kép nó sẽ là quan trọng là trừ 1, tung đó là trừ 7. Ví dụ 8, tìm tọa độ của số v kép, biết v kép nó bằng 1 trừ y tất cả 3 trừ cho 1 cộng y nhân z.
Câu A, biết rằng z cộng mô đun của z bằng 8 trừ 4y. Dạy. Gọi z bằng x cộng y. Ta có x cộng y cộng mô đun của z tức là cộng k bậc 2 của x bình cộng y bình bằng 8 trừ 4y. Đây là hai số gần nhau thì thực bằng thực, ảo bằng ảo. Thực nó sẽ là x cộng k bằng 2 của x bình cộng y bình bằng 8 và ảo nó sẽ là y nó bằng trừ 4. Suy ra được là căn bậc 2 của x bình cộng 4 bình nó bằng là 8 trừ x. Ta giải phương trình này thì được x bằng 3. Vậy z nó là 3 trừ 4y. Suy ra kép lúc này nó sẽ là trừ 9 trừ y và tọa độ của kép nó là m có bằng đạo là trừ 9, cùng đạo là trừ 1. Tương tự câu B, z trừ cho mô đun của z liên hợp bằng trừ 2 trừ 6y. Gọi z bằng x trừ x cộng y thì thấy vào ta có x cộng y trừ k bằng 2 của x bình cộng y bình bằng trừ 2 trừ 6y. Hai số bằng nhau, suy ra thực bằng thực, ảo bằng ảo, tức là x trừ căn của x bình cộng y bình bằng trừ 2 và y bằng trừ 6. Ta có suy ra căn của x bình cộng 6 bình bằng 2 cộng x. Giải phương trình này tìm được x bằng 8, vậy ta có z nó sẽ bằng là 8 trừ 6y và v kép lúc này nó sẽ là trừ 16 trừ 4y. Tọa độ của v kép nó là quanh độ là trừ 16, trung độ là trừ 4. Điều chính, tìm tập hợp điểm M biểu diễn xuống z câu A. Mô đun của z trừ 2 cộng y bằng 5. Giải. Gọi z bằng x cộng y. Thì lúc này ta có mô đun của x cộng y trừ 2 cộng y bằng 5. Suy ra được mô đun của x trừ 2 cộng y cộng 3 nhân y bằng 5. Thì ta sẽ có được là căn bậc 2 của x trừ 2 tất cả bình cộng y cộng 3 tất cả bình bằng 5. Và suy ra x trừ 2 tất cả bình cộng y cộng 3 tất cả bình bằng 25. Vậy tập hợp điểm biểu diễn xuống z là một đường tròn có tâm tọa độ là 2 trừ 3 và bán kính r bằng 5. Tương tự câu B, mô đun của z cộng 3 trừ 4y bằng 6. Gọi z bằng x cộng y thì lúc này ta thấy vào nó là x cộng y cộng 3 trừ 4y bằng 6, sẽ là được x cộng mô đun của x cộng 3 cộng y trừ 4 nhân y bằng 6. Thì sẽ là được căn bậc 2 của x cộng 3 tất cả bình cộng y trừ 4 tất cả bình bằng 6. Từ đây ta sẽ có được là x cộng 3 tất cả bình cộng y trừ 4 tất cả bình bằng 36. Vậy điểm biểu diễn xuống z là một đường tròn có tâm tọa độ là trừ 3, 4 và bán kính r bằng 6. Ví dụ 10, tìm tập hợp điểm biểu diễn xuống z có A. Mô đun của z cộng 1 trừ 2y bằng mô đun của x tương hợp trừ 1 trừ 3 cộng y. Giải. Gọi z bằng x cộng y thì z tương hợp nó sẽ là x trừ y. Thấy vào thì ta sẽ có được là x cộng y cộng 1 trừ 2y bằng mô đun của x trừ y trừ 3 trừ y trừ 3 cộng y. Và sắp xếp lại thì ta có được x cộng 1 cộng y trừ 2 nhân y bằng mô đun của là x trừ 3 cộng y trừ trừ y cộng 1 nhân y. Sẽ là được căn bậc 2 của x cộng 1 tất cả bình cộng y trừ 2 tất cả bình bằng căn bậc 2 của x trừ 3 tất cả bình cộng y trừ 1 tất cả bình. Thì ta khai triển cái này, ta bình phương và khai triển ra, ta được phương trình đó là 8x trừ 2y trừ 5 bằng 0. Vậy tập hợp điểm biểu diễn xuống z là một đường thẳng. Tương tự câu B, mô đun của z trừ 2 cộng y bằng mô đun của z tương hợp trừ 1 trừ y. Gọi z bằng x cộng y, suy ra z tương hợp bằng x trừ y. Thấy vào thì ta có mô đun của x cộng y trừ 2 cộng 3y bằng mô đun của x trừ y trừ 1 trừ y. Ta sắp xếp lại thì ta được là mô đun của x trừ 2 cộng y cộng 3 nhân y bằng mô đun của x trừ 1 cộng y trừ 1 nhân y. Đây là mô đun của mô đun thì ta có là căn bậc 2 của x trừ 2 tất cả bình cộng y cộng 3 tất cả bình bằng căn bậc 2 của x trừ 1 tất cả bình cộng y cộng 1 tất cả bình. Ta bình phương hai vế và khai triển ra, sắp xếp lại ta được phương trình nó là 2x trừ 4y trừ 1 bằng 0. Vậy tập hợp điểm biểu diễn xuống z là một đường thẳng.